Trấn Thành, không biết xã hội ngoài kia nghĩ thế nào về Thủy Tiên, riêng tôi đây là người phụ nữ tử tế. Trấn Thành, Thủy Tiên có lẽ là cái tên thu hút sự quan tâm của dư luận thời gian qua khi liên quan đến lùm xùm sao kê từ thiện. Mới đây, cư dân mạng vừa đào lại đoạn clip MC Trấn Thành thẳng thắn nhận xét bà xã Công Vinh trong một talk show truyền hình. Theo đó, nam nghệ sĩ bày tỏ, lúc đầu anh có để ý em, cô bé này đáng yêu. Sau khi nói chuyện với em một thời gian, anh thấy vài biểu hiện, vài ánh mắt như liếc mắt đưa tình. Anh xin lỗi em, lúc đó anh từng suy nghĩ em rất là quậy. Giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng khẳng định rất quý Trấn Thành, nói chuyện với anh xong em rất là quý anh, như kiểu anh chị em với nhau, mà anh không hề nhớ gì về em luôn. Đạo diễn tuyên bố và trải lòng về ấn tượng đầu tiên khi gặp Thủy Tiên, anh cho biết đây là một cô bé đáng yêu, nhưng khi nói chuyện một thời gian thì thấy Thủy Tiên có biểu hiện ánh mắt liếc mắt đưa tình, do đó, ông xã Harry Vu nghĩ Thủy Tiên rất quậy. Tôi không biết xã hội ngoài kia nghĩ thế nào về Thủy Tiên, nhưng khi tôi tiếp xúc với Thủy Tiên, riêng đối với Trấn Thành thôi, đây là người phụ nữ tử tế, đàng hoàng, dũng cảm và đầy tình thương. Cái này nói rất thật lòng, Trấn Thành bộc bạch. Tôi không biết xã hội ngoài kia suy nghĩ gì về Thủy Tiên, nhưng khi tôi tiếp xúc với Thủy Tiên, riêng với Trấn Thành thôi, thưa quý vị, đây là người phụ nữ đàng hoàng, tử tế, dũng cảm và đầy tình thương. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng lên tiếng xin lỗi Thủy Tiên vụ ồn ào tiền từ thiện ở miền Trung. Anh thừa nhận không chuyển tiền cho nữ ca sĩ như đã thông báo. Đó là một thiếu sót lớn, Trấn Thành xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Xin lỗi đã làm liên lụy đến Tiên, mong mọi người và Thủy Tiên lượng thứ, Trấn Thành bày tỏ.